Bạn là một game thủ FIFA năng động. Bạn muốn chứng tỏ và được hòa mình vào cộng đồng những anh em chơi FIFA khác. Vậy thì hãy cầm điện thoại lên, liên hệ ngay với thông tin bên dưới để sở hữu quả áo FIFA Online 4 cun ngầu, nền màu đen, dáng xì po, không lo bẩn và được chính luận BK review và đảm bảo chất lượng. Lần quả đầu hổ báo à, cảm ơn Tiến Hưng nhé. Cú này kinh lắm, không đỡ nổi luôn. Anh biết mà. Nhìn đá này, vào đến bán kết là phải hiểu rồi. Khi đến bán kết này thì không có đội nào là yếu cả. Ronaldo hay quá, hưu tu hưu tốt, ZS ra ngoài. Tuyệt vời, đúng bài và Son Heung-min mở tỷ số. Hổ vàng, Gold Tiger. Lấy luôn cái trang phục của Wolverhampton cũng đại diện là con hổ thì phải. Đúng, Wolverhampton là bầy sói. Hun này hình như con báo đúng không? Không phải phải là áo Wolverhampton, là áo Hull City. Logo Hull City mà trông hình không phải giống con hổ lắm. Trông giống con báo hoặc giống con beo hơn. Tỷ số đang là 1-0 cho hổ vàng rồi. Không hề cọp giấy, cú dứt điểm. Tuyệt vời! Chỉ một phút sau khi bên phía của hổ vàng ghi bàn mở tỷ số thì rookie cú đội, ôi chỉ thủ môn kìa. Cú đội đã có câu trả lời với Ronaldo sút xa. Pogba. Cả hai vận động viên đều cho thấy rằng tại sao đội bóng của mình đang đến với vòng bán kết. Một giải đấu LVK Team Cup tập trung 10 đội bóng. Tất cả những cái tên mà tham gia giải đấu chung kết quốc gia sắp tới đây tại Hà Nội. Messi. Cơ hội Mbappe rất dẻo và lại điều khiển thủ môn sai lầm. Liên tục những pha điều khiển thủ môn sai lầm và tỷ số là 2-1. Nhìn điều khiển thủ môn tôi nhìn thấy ngay, thủ môn di chuyển hơi phần talk show. Lâu lắm mới có một buổi talk show như thế này để cùng anh em giải quyết những vấn đề. Nói về cái quan điểm của tôi, nói về cái thông tin mà tôi sẽ cung cấp cho các bạn về bản cập nhật hay những cái sự thay đổi bên server nước khác. Ronaldo! Rất tốt. Mặc dù bị dẫn trước nhưng những pha trả lời của anh chàng phú đội này phải nói rằng quá tuyệt vời. Ba lần trả lời, ba lần ghi bàn. Cái này là tứ kết thôi. Hai trận đấu là tứ kết 1 với 2. Còn mấy trận đấu tứ kết khác là diễn ra ngày hôm khác. Tôi lại nhầm về cái lịch là hôm nay là bán kết. Nhầm, sorry anh em nhé. Đây mới là tứ kết bởi vì vẫn còn những trận đấu của Division League. Hôm trước là Division League với Flash. Dứt điểm. À, tốt lắm. Paul Pogba. Anh ơi, TS không có Bruno á? Có em ơi. Pha dứt điểm nhẹ nhàng đến từ Paul Pogba. Chuyển tốt, Messi. Sự kết hợp của Ronaldo và Messi. Một nhanh mạnh và một khéo. Tinh tế. Tuyệt vời của Mbappe. Không mạnh nhưng đủ hiểm. Một pha dứt điểm để chứng tỏ rằng Mbappe có thể dần ngang mâm, đứng chung mâm với lại Messi cùng Ronaldo. Nộp với Khải tất cả những thông tin về việc TS các thứ hay giá. Paulinho nhả lại. Tình huống truyền bằng C à, CS. À, chào Mã Đệ nhá. Mã Đệ đang trên xe vẫn xem. Rất nguy hiểm. Mbappe. Tốc độ ra chân Mbappe tốt ghê đấy chứ. Cực nhanh khi vừa có cơ hội đập ra trước mặt. Đầu tiên là anh chàng phú đội rookie ở bên tay trái, F4 rookie. À, Giáp Văn Đoàn, ok em. Rookie là người chiến thắng trận đấu đầu tiên với một kết quả rất thuyết phục. Đó là cực kỳ thuyết phục. Cực kỳ thuyết phục đúng không? Đấy. Lại là 1-0 rồi cho rookie rồi. Mạnh, rất mạnh. Đây là kỳ chuẩn. Còn anh chàng Yuki kia chưa tạo được một tình huống bóng. May mắn vẫn còn pha phản xạ của Chesney. Goretzka đấy đâu. Một miếng bài tấn công quen thuộc của các cao thủ. Tận dụng những pha phản góc và tạt cọc xa. Goretzka ghi bàn 2-0 dành cho rookie. Wow.
Alaba đã khá lâu rồi không có nhiều người sử dụng. De Bruyne, Paul Pogba truyền ngược lại, bắt bài của Ramos. Tỷ đè Ronaldo, tuyệt vời. Nhưng thời gian có lẽ không còn nhiều nữa. Neymar ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút thứ 88. Họ có những pha tỉ bóng tuyệt vời, thêm vào đó là những pha vuốt bóng từ xa bằng má ngoài của Paul Pogba nữa. 1-0 dành cho Yuki. Nó là quá hoàn hảo đi. Vâng, ăn mừng kiểu gì đây? Nhìn thấy cô gái đằng sau này ăn mừng trông có vẻ hơi buồn. Chắc là vận động viên, chắc là cổ động viên của bên áo vàng, cổ động viên của Saribol. Saribol sau trận này thành Soribol rồi. Một pha sút xa đẳng cấp.